bắt đầu. Ba từ. Một cái món ăn rất ngọt mà người ta rất thích ăn. Chè. À. Đúng rồi. Chè là từ thứ mấy? Từ đầu tiên. Rồi. Cái hạt giống hạt thanh long. Nhỏ nhỏ mà. Chè. Ờ. Hạt nhỏ 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 không? Giống hạt nhỏ như hạt thanh long á. Hạt chè, hạt chia. Không. Giống vậy. Hạt mè, chè mè. Màu chè gì? Mè đen. Đúng rồi. Hả? Rồi, một cái loại bông. À. Cái này là số mấy? 10. Bông 10 giờ. Đúng. Không phải hoa 10 giờ. Đúng rồi. Rồi, cái con mà kêu chuột. À, chồng gọi... của cô. Chồng của cô gọi là gì? Cậu. Chồng của cô ngoại trưởng. Chú. Ừ. Đúng rồi. Ờ, chú. Rồi. Chú chuột. Rồi, à, cái này là gì? Đầu. Rồi, à, người ta nấu ăn ở đâu? Bếp. Rồi, chú bếp. Chính xác. Wow. À, một cái loại bông ở Đà Lạt. À, ngâm vô uống rất là mát. Mát. Người ta hay làm trà đó. Không, không. Trước chữ B là chữ gì? Chữ A. À. A. Rồi, qua. Bỏ qua. Mình gọi cái người đẻ ra mình là gì? Mẹ. Hai người thả thính gọi là gì? Cái đó là yêu đương. Ờ đó. Yêu đương. Ờ cái này là cái gì? Số mấy? Không. Ờ rồi bài hát tên bài hát đó. Tên bài nhạc. Mẹ yêu không nào hả? Đúng rồi. Xác. Con cá mà ở rồi, trong rồi, có từ khóa. Góp từ khóa rồi. Bộ phim rất nổi tiếng Việt Nam vừa được remake lại. Có ca khúc nào đâu cảm ơn đâu. À, Hậu Giờ Mặt Trời. Đúng. Chính xác. Một cái bài hát năm từ. Em đi. Cái ngược đi. Đi rồi quay trở. Quay trở lại hả? Nếu em đi về hả? Về. Hai từ. Nếu em chiều về. Nay đa đa đa. Mưa. À? Mưa. Em về mưa. Ai cái từ đó là từ ở phía sau rồi. Năm từ. Qua đi, qua đi. Em về. Cái gì nữa? Đi. Em về đâu? Hết giờ rồi, qua đi, qua đi, qua đi. À, đâu? À. Cái bự 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 gì nè, ở trong đây ruột nó gọi là gì? Không. Ăn đồ ăn vô đâu, đồ ăn vô đâu? Đau bụng, đau tử. Đúng. Trong giây cuối cùng, nói được thêm cái từ khóa đau bao tử. Nhiều từ khóa trôi qua lắm, nhưng mà những cái từ khóa mà đoán đúng thì không biết là bao nhiêu. Phải nhờ đến quý ông ngạc nhiên. Giống như cái xích đu mà bự bự người ta hay chơi trong công viên á, con nít hay leo lên đó chơi. Ờ, cái này hả? Ừ. Vòng quay. Đúng rồi. Rồi, ờ. Sai. À, ở trên trời á, ngoại trừ người ta thường gọi là các vị thánh thần. Đúng rồi, từ thứ tư. Vòng quay thần kỳ. Cái gì độ? Khác. Cái gì độ? Độ thiệt là nhanh. Trước sao? Cái từ là trước tốc. Cái đúng vòng rồi. Quay thần tốc. Đúng. Hay. Đúng. Xác. Con gì bay. Bay trên trời là con chim. Gì? Rồi. Có. Chim con hiến. Đúng. Xác. Ngực. Không, trong tim, sải tim. Đúng rồi. Bài hát, tên bài hát. Sải tim không ngủ yên. Đúng. Chính xác, hay quá mười. Cái này mà một món ăn ngoài lề đường người ta rất thích ăn. Chậm như cái con gì đó. Rùa. Ba ba. Không, ốc ốc, đúng rồi. Qua đi, nếu không thì quay. Qua đi, biết cái này đâu, qua đi. Cái hồi nãy giống như là một cái món ăn luôn. Con thích, con nít rất thích ăn. Kẹo, nước ngọt rồi. Con nít thích ăn là gọi là cái đó là gì? Qua. Qua. Qua luôn. Em Phạm Quy. Phạm Quy từ em rồi, em rồi. À, cái này là gì? Chân. Chân gà. Xả ớt. Năm từ. Trong một cái nồi. Chân lẩu. Để lên trên hấp. Nước ở dưới. Chân gà hấp. Rồi hấp. Từng Phạm Quy quá rồi. Một cái bệnh. Về cái một. Ba từ. Đau dạ dày. Không. Gan. Ừ. A rồi tới gì? Ăn B. Viêm gan B. Đúng rồi. Rồi. Cục tác, cục tác, cục tác. Gà. Rồi cái từ giống như là hấp. Nhưng mà không phải hấp. Trong cái nồi. Hầm. À. Gà. Cái món cái đó ở bên Hàn Quốc có rất là nhiều. Củ gì, củ gì. Củ gì, dân gì, củ dân gì. Sâm. À. Sâm, gà hầm sâm. Được. Hết giờ. Nhiều lắm, nhiều lắm, yên tâm. Này đội trưởng cũng quýu. Cho nên đội trưởng cũng bị Phạm Quy tới mấy cái từ khóa luôn. Nói trùng từ có trong từ khóa. Nhưng mà em cũng rất là hay, rất là nhạy luôn á, đoán được nhiều từ mà trong khi đó Thúy Ngân diễn tả chưa có hết. Em đã đoán ra rồi. Bốn từ. Hay ăn buổi sáng, bán ở ngoài đường. À, bánh mì. Đúng hai từ bánh rồi. Bánh mì. Phô mai, mật bánh, ong. Ngoài bánh trừ mấy cái đó ra. À, bánh mì mật ong, bánh mì mứt. Vàng vàng. Bánh mì bơ sữa. Đúng. Củ gì giả ra phi cho thơm lên. Củ gì giả ra bỏ vô chảo chiên trứng. Bánh mì bơ tỏi, okay. Chính xác. Xin gặp hình. Loại nước miệng tên là gì? Let it go. Đó, 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 đó. Đâu, đâu, lấy đến miệng. Tên
tên tiếng Việt. À, tiếng Việt đó. Công chúa băng giá. À, nữ hoàng rồi, băng giá. Chính xác. Đúng rồi. Cái gì mà đâm vô tai đau, hoa hồng có cái đó. Hoa hồng có gai, đâm đúng. Vô tai đau. Đúng rồi, một từ là chỉ lấy cái từ mà đâm vô tai đau thôi là cái gai. Đâm gai. Bỏ, ok. Qua. Bài hát. Em còn phải học bài. Em không phải học bài. Em không phải học bài, không dám đâu. Đúng. À, cái này là cái gì? Dậm chân tại chỗ. Không, cái này là gì? À, cái guốc. À, chọi. Anh ghẻ kìa, anh ghẻ kìa, anh ghẻ mang gì? À, mang gì? Giày. Hai từ. Giày độn. Ai chỉ, gọi là gì? Đôi giày, đôi giày. Đúng rồi, còn đôi một giày. Cái từ còn lại là cái này là gì? Đôi giày vải. Đúng. Đúng. Cơm, xôi. Gạo, nhờ lúa. Một trong những cái một, nhão hơn cơm gạo hành cái đó đúng rồi. Con gì mà ông táo về về trời? Con cá chép. Đúng rồi, cháo cá chép. Đúng rồi, bị bệnh khiến đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Đúng. Cái này là gì? Con mắt. Trong đồ Nhật ngoài cái loại cá rồi đúng từ góp rồi. Con gì? Con khùng. Con gì? Con gì leo cây? Con khỉ. Đúng. Còn hai từ nữa. Cái này là gì? Khỉ đít đỏ. Cái này. Đuôi. Đuôi khỉ đuôi. Đuôi chó. Đuôi heo. Đó, heo rồi. Mà bắt còn là gì? Khỉ đuôi heo. Từ bắt, từ bắt. Cuối khỉ đuôi lợn. Đúng xác. Bịt mắt mắt chê. Hết giờ. Bốn từ. Hành động. Cái này là gì? Cưới ngựa. Đúng rồi, hai từ rồi. Còn hai từ nữa. Cưới ngựa xem hoa. Đúng. Chính xác. Một bài hát. Tên bộ phim luôn á. Tên cái người với con trai là gì? Con gái. Tên một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn á. Phim luôn á. Miu Lê đóng. Cô gái đến từ hôm qua. Đúng rồi. Chính xác. Một món ăn mà từ. Cộng nhỏ 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 màu trắng với một cái con bò rất nhiều chân ngoài biển. Con tám cẳng hay con gì? Cua. À. Rồi cái món ăn gì? Đó là cộng bột lọc. Bánh canh. À. Ghép bánh canh cua. Đúng. Chính xác. Rồi cái con hồi nãy mà mình cưỡi á. Cưỡi. Rồi. Trái với lạ. Lạ là quen. Rồi. Ngựa quen đường cổ. Đúng rồi. Tên bài hát Trấn Thành hát. Hoa gì tưởng như cái gì tặng ngày Valentine? Hoa hồng. Rồi. À, nè, chim nó có cái gì? Cánh hồng. Nhạt nhạt gọi là gì? Cánh hồng phai. Đúng rồi. Rồi cái tên một phim nổi tiếng. Nổi tiếng Kiều Minh Tuấn đóng. Bộ phim 17 đến mấy? Em chưa 18. Rồi đó. Là một cái gì mà con nít rất thích ăn hay. Ngâm kẹo. Đúng. Rồi cái mùi nó hơi the the. Và nó mùi cay hơi nồng. Ba từ. Một cái món ăn khai vị, khai trộn vị lại. Tiệc cưới. Trộn lại. Gỏi. À. Con gì bơi dưới nước? Biển. Con cá. À. Củ gì ở dưới đất, trồng dưới đất. Khoai. Ba từ, ba từ. Gỏi cá khoai. Chính xác. Mình ăn vô xong mình bị đau bụng. Đúng rồi. Mình bị xỉu, mình bị chóng mặt, mắt ói. Bị trúng gì? Ngộ độc thực phẩm. Đúng rồi. Qua. Qua. Bài hát. Bài, bài hát Trốn Tháo Cầm Viên. Em đi cho thiền. Đúng rồi. À, là bộ phim của chị Ngọc Trinh đóng hồi xưa. Em đi ra phim Trinh đóng á. Ngọc Trinh. Mùi gò gai. Đúng. Chính xác. Sáu từ là một cái món ăn nhỏ xíu đập ra. Đập đập ăn chấm muối. Hết giờ rồi. Đập chấm muối nữa. Thấy sao em luôn? Dạ mệt à. Đau người mệt là sao luôn chứ. Lăn lộn chà lết ngộ độc thực phẩm gì em luôn đó. Cho nên là bây giờ chờ đợi từ quý ông ngạc nhiên cho biết kết quả nha. Nãy giờ trả lời quá nhiều đáp án nên là bây giờ em phải thống kê lại. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao sau một vài phút nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Và sau một hồi tính toán thì em cũng đã đưa ra được một cái kết quả cho bạn Lu ngày hôm nay. Một kết quả thật là đáng mong đợi. Trong khoảng thời gian 3 phút với 11 từ khóa đúng, 11 từ khóa đúng. Xin chúc mừng. Trời ơi, được 11 từ khóa có nghĩa là mình được gấp đôi số điểm mà mình đã đặt cược tiếp ha. Phải chia thêm 2 từ nữa thôi là mình được gấp 3 luôn rồi. Nhưng mà không sao, vậy là quá hay rồi. Vậy là quá giỏi anh. Lu cũng lần đầu tiên tham gia game show mà Thiên Ngân cũng là người mới của chương trình mà diễn tả. Để cho đoán được 11 từ là quá tuyệt vời. Em sẽ được nhân đôi số điểm mình đặt cược lên là 4 cộng với 5 điểm còn dư nữa là 9 điểm, tương ứng với 9 triệu đồng. Chúc mừng em.